có nước cho ba nè. Mà ba uống thuốc chưa? Để con đi lấy cho ba nha. Cảm ơn con, chúc ba uống. Còn con nghỉ ngơi đi rồi chút đi học. Dạ, con xin nghỉ hết tuần này để ở nhà chăm sóc cho ba đó. Con gái của ba ngoan nè. Vậy để con đi lấy thuốc cho ba nha. Ba, để con dẫn ba đi khám bệnh nha. À, mẹ. Mẹ về rồi ba. Nhưng mà mẹ đừng có đi nữa nha. Mẹ ở lại với con và ba đi. Con nhớ mẹ lắm. Ủa, mà còn đây là ai vậy mẹ? Em là con của mẹ Tâm. Ủa mẹ, mẹ hứa dẫn con đi mua đồ chơi mà. Mà sao mẹ dẫn con vô đây? Con không thích đâu. Con ngoan, đợi bạn chút nha. Dạ. Còn anh á, hôm nay tôi tới đây tôi báo cho anh biết, tôi sẽ chia 80% tài sản của căn nhà này. Nếu không á, tôi sẽ ly hôn. Con... anh bệnh gần chết rồi mà còn rủ phu nữa hả? Mẹ, mẹ đừng ly hôn mà mẹ. Ba bệnh nặng không sống được lâu nữa. Chị buông tay mẹ em ra đi. Ba chị bệnh, kệ ba chị. Mẹ xin lỗi con. Bây giờ á, mẹ đã có cuộc sống riêng rồi, có gia đình riêng của mẹ rồi. Còn anh á, tôi báo cho anh biết, 2 ngày nữa anh soạn sẵn văn bản đi. Còn con muốn ở với ba hay ở với mẹ? Mình đi con. Dạ. Mà sao nhìn buồn quá vậy? Không có gì đâu con gái. Ba chỉ thương cho con gái của ba thôi. Con nhỏ mà thiệt thòi quá. Ba đừng lo lắng cho con. Ba ăn nhiều và khỏe là con vui rồi. Cảm ơn con. Ba ơi ăn đi ba. Ba không ăn đâu. Con ăn đi. Ba ăn vô ba đau lắm. Nhưng mà ba ăn con vui mà. Sướng quá ha. Có con gái chăm lo, cơm dân nước rót, còn muốn gì nữa? Bây giờ anh sao? Có ký giấy phân chia tài sản chưa? Chứ để anh mà chết rồi á, bất công tôi phải ra tòa làm giấy tranh giành với con gái tôi nữa. Cô nói cái gì vậy? Mẹ không được chiều ẻo ba con như vậy. Tài sản mẹ lấy hết đi. Ba là chồng mẹ, ba lo cho mẹ đủ thứ. Nhưng mà lúc ba bệnh á thì mẹ không có lo gì hết trơn á. Mẹ bỏ đi theo người ta. Mày mất dạy, bữa nay còn trả treo với tao nữa hả? Anh dạy con như vậy hả? Con không mất dạy. Chồng mẹ, mẹ còn bỏ. Con ruột, mẹ cũng bỏ. Mẹ theo người ta, mẹ nuôi chăm con người ta. Con hận mẹ. Anh nuôi con vậy hả? Anh nhồi nhét vào đầu của nó những hình ảnh xấu xa về tôi. Con hư là tại mẹ. Nhưng sau này, khi con lớn lên, con sẽ không bỏ gia đình như mẹ. Thôi đi. Mẹ ơi, mình đi đâu đi? Con thấy cái ông này, cái chị này chán lắm. Anh cứ chết á, thì chết sớm càng tốt. Còn mày á, từ đây về sau tao coi như tao không có đứa con như mày. Cút ra khỏi nhà tôi đi. Ai cho em lấy áo của chị mà? Mẹ lấy cho em mặc á. Nhưng cái áo này là mẹ mua cho con mà. Cái áo này thúi quá à. Mùa này của ba chị á. Là cái mùa sắp chết á. Em nói gì vậy? Rồi sao? Em! Mày! Tao thách mày đó. Mày là con tao sinh ra mà mày không giống tao chút nào hết trơn á. Mày giống thằng cha bệnh quẹ của mày á. Cô quá đáng nha. Tôi chịu đựng cô đủ rồi đó. Cô đi theo trai mà còn dám lớn tiếng ở đây nữa hả? Trước khi cưới cô á, mẹ tôi đã kêu tôi làm giấy chứng nhận tài sản trước hôn nhân để cho cô không thừa hưởng. Còn bây giờ cô cút ra khỏi đây đi. Anh đi. Gia đình anh á thật là chó đẻ mà. Đi con. Dạ. Chóng mắt lên coi, hai cha con cái người sống được bao lâu?